Rồi, mình xin chào tất cả các anh em nha. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại kênh Game Lậu Mobile nha. Thì hôm nay mình tìm được cho mấy anh em một con game Tam Quốc mới nha anh em. Thì con này là con màn hình dọc nha. Thì con này là server China hoàn toàn luôn nha anh em. Đấy, ngôn ngữ China luôn. Nhưng mà con này thì APK mình đã vượt quá sương sương cho mấy anh em nha. Thì mới có vượt quá font thôi, chưa có vượt quá hình ảnh nha anh em. Cho nên là mấy anh em sẽ còn thấy những cái chữ tàu ha. Chỉ có vượt quá font thôi nha anh em. À, đôi khi những cái con game này là những con game thử nghiệm cho nên là mình không có thể nào làm vượt quá hoàn toàn được nha anh em. Đó, nó rất mất thời gian. À, sau khi mà có thể vượt quá xong là con game nó chết luôn á, nó die luôn á. Cho nên là mình chỉ dục phone vô cho mấy anh em chơi thôi nha anh em. Để anh em thấy ha, ở đây là chỉ có vượt quá phone thôi. Thì con này sẽ free cho mấy anh em là cái tool full luôn. Và cái tool full đó, nó là cái tool China luôn nha anh em. Nếu mà con này sống thọ thì mình sẽ vượt quá cái tool cho mấy anh em chơi. Cho nên là hiện tại thì nó chỉ như vậy thôi nha anh em. Thì mấy anh em có thể chơi đỡ nha. Đấy, thì đây là cái tool. Đấy, cái tool của con này. Thì con này mình tạm thời mình dịch là Tam Quốc AFK nha anh em. Đấy, tên gì cũng được mới có game chơi được nha anh em. Thì ở đây thì mấy anh em sẽ nhập cái mã game ha, cái mã game ở đây thì mấy anh em sẽ nhập vào đây nha anh em. Đấy, rất là đơn giản luôn. Thì ở đây mình xài trình duyệt, nó đã dịch ra tiếng Việt sẵn nha anh em. Thì mình sẽ chơi test thử cái khu 1. Thì ở đây thì nhập tài khoản game ha. Đấy, thì mình thường xuyên là dùng tài khoản là bãi Steam nha anh em. Thì phần dưới này á thì mấy anh em sẽ chọn chức năng nạp nha. Ở đây gọi nạp kim cương, gửi mail ha, nạp tiền xu hạnh phúc nha. Đấy, nạp tiền xu hạnh phúc này là rất là quan trọng nha anh em. Cái tiền xu hạnh phúc này là mấy anh em theo như mình nghĩ nha, thì mấy anh em sẽ mua được, mấy anh em sẽ mua được những cái gói, cái dạng như những gói tệ ở đây nha, ở đây nha anh em. Mục tiêu rồi đây, những cái gói 6 nguyên, 32 nguyên á, cái này là cái tệ nha anh em. Thì mình sẽ tuân thử cái nạp tiền hạnh phúc này nha. Thì mình sẽ làm thử 4 số 9 nha anh em. Đây, thành công nha anh em. Thì nếu mà con này sống thọ thì mình sẽ vượt quá cái tuân cho mấy anh em chơi luôn. Đấy. Rồi thì mình vào game mua thử 6 tệ nha anh em. Rồi bay ngoài luôn. Thường thường thì cái xu hạnh phúc nó sẽ là vậy mà. Nhưng mà ở đây thì hiện tại thì nó đã bị bay ngoài. À, cái này là mua bằng whip hả? Nói chung là test thử nha anh em. Này thử đây. Rồi bay ngoài luôn. Nói chung là giờ cái phần tệ đó là mấy anh em có thể test thêm nha. Thì bây giờ mình sẽ test cái phần kim cương. Đây, 100k. Chứ mà game mới thì mình phải test thôi nha anh em. Đây, thành công ha. Để mình vào game nha anh em. Đây, đã tuôn được kim cương nha anh em. À, kim cương bảo. À, nhầm. 199 dạng phải không? Để mình thêm một cái nữa nha anh em. Đây, 299 dạng này nè. Rồi. Thì đôi khi mình làm clip nhanh á, cho nên mình ghép nhạc. Đôi khi mấy anh em cũng không có, mấy anh em mà xem mà lướt á, cho nên anh em cũng không có hiểu được ha. Thì hôm nay mình làm cái clip này là mình thuyết minh cho mấy anh em chơi luôn. Thì game thì có sao mà nói vậy thôi. Đôi khi game mình vừa quăng lên rồi nó sập thì cái chuyện đó là chuyện bình thường thôi. Game này đâu phải game mình mở, game này là game China mà. Mình lấy nguồn về mình làm lại cho mấy anh em chơi thôi. Chứ mình gạt gẫm gì mấy anh em ở đây nha. Nói chung là không có gạt gẫm gì mấy anh em ở đây hết. Thì mấy anh em thấy nè, ở đây là mình đang là quay là lúc 15 giờ nè. Đấy, 15 giờ 6 phút là ngày 29 tháng 9 năm 2023 nè. Thì đôi khi mình cắt mình gọt á, cho nó đẹp thôi, cho nó đẹp video thôi. Mấy anh em khỏi bị dướng mắt thôi. Chứ mà nếu mà để vậy quay quăng lên luôn thì nhanh gọn lẹ nữa, khỏi mất công edit video nữa nha anh em. Đấy. Rồi đôi khi mấy anh em mà không thấy được những cái ngày giờ mình quay thì nói mình bịp mình đồ, mình bịp mấy anh em làm gì? Ở không đâu mà là bịp mấy anh em làm gì, đúng không? Thì ở đây á là mình làm thử cái gửi mail nha anh em. Thì đôi khi lúc mà mình quay á thì nó rất là mượt, rất là ngon luôn. Để server China mà. Đây là những phiên bản thử nghiệm mà đâu phải là
những phiên bản chính thức đâu, đâu phải những phiên bản mà thu phí mấy anh em đâu, mà mấy anh em đòi nuột như học trinh. Cho nên nó đôi khi mấy anh em vô chơi, anh em vô chơi đông thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng là lắc giật, có thể là nó sập luôn. Cho nên anh em phải chấp nhận thôi, anh em nào biết trước chơi trước thôi, còn anh em nào chơi không được thì đợi server khác thôi, chứ mình cũng biết là làm sao bây giờ. Này là server China mà tất cả là của China thôi, thì những cái phiên bản mà free của China là đa phần là những phiên bản thử nghiệm và những phiên bản lỗi đó, khẳng định với mấy anh em luôn là những phiên bản lỗi nó mới cho mình chơi free, chứ không có ai mở không đâu mà mở free cho mấy anh em chơi nha. Đấy, anh em nên hiểu cái vấn đề đó, chứ anh em mà không hiểu mà cứ tỏ ra nguy hiểm không thì tội cho mình nha. Thì mình sẽ test thử cái chức năng gửi mail nha anh em. Thì ở đây thì đây là chức năng gửi mail, gửi kim cương thử ha. Khi nãy gửi kim cương không có 100k, bây giờ mình sẽ gửi thử 4 số 9 nè. À nhầm, 6 số 9 luôn. Thử nha anh em. Đây nó báo xử lý thành công nè, để qua đây xem. Đấy, anh em lên được 399 dạng ha. Viết 13 luôn. Để nói chung mấy cái này thì anh em cứ test thử thôi. Rồi thì tới cái phần test, tôi thử những cái khác nha anh em. Trải nghiệm anh hùng khổng lồ 48 giờ gì nữa, thì nói chung mấy cái linh tinh này thì mình cứ test thôi, mình cũng không biết nó như thế nào nữa nha anh em. Đấy, xử lý thành công nè, rồi tiếp nha. Đấy thì hiện tại thì cái tool này là nó chưa có vượt quá nha anh em. Thì ở đây thì mình có thể là làm chuyển qua chuyển lại á, chuyển qua chuyển lại tiếng Việt á, thì nó sẽ ra nha anh em đó. Nhưng mà làm về thì nó mất rất mất thời gian đó mấy anh em nha, nó hơi cực. Anh em chơi trên phone thì nó hơi cực hơn nha. Thì nếu mà con này sống được 1 2 ngày gì á thì mình sẽ làm cái tool vượt quá cho mấy anh em chơi luôn. Đấy, cho nên là bây giờ là mình chỉ test thử là ok thôi. Đấy, đấy test tool đồ này kia ok thôi, còn phần còn lại thì mấy anh em tự xử nha anh em. Thì nói chung mà có tài nguyên thì mình chơi thôi. Đấy thì cái tool nó như vậy nha anh em, cái tool full nha. Đấy anh em nhớ là nhập cái mã game này nha anh em. Đấy, nhập vô đây nha anh em, chọn ở đây nó có hai server thì mình đang test server 1 nha, anh em có thể test server 2 nha anh em. Thế đây thôi mà mấy anh em mà nói giờ vô server 2 chơi không được nữa mà cũng tội nghiệp mình nha, thì anh em cứ test thôi, thì server nào chơi được thì mình cứ chơi thôi, chuyện đơn giản mà. Thì ở đây test thử cái này nha anh em. Thì mấy cái này không biết là đây quang bình tướng nha anh em, cho nên là có thể là mình vượt quá cái tool thì mấy anh em sẽ thấy được những cái mảnh tướng này, cho nên anh em có thể tool vào để mấy em chơi nha anh em. Đấy rồi thì ở đây thì mấy anh em có tài nguyên rồi thì mấy anh em sẽ quay tướng. Đây quay tướng đấy, mấy anh em nhận tướng đây, con gì đây, Lữ Bố luôn nè. Cái này là anh em quay được cái hồn ha, gà Lữ Bố luôn anh em, tướng đỏ luôn đó, vậy thì chiến thôi. Thì con này thì AMK mới vượt quá một số vậy thôi nha anh em, cho nên là anh em chờ đỡ nha. Đâu rồi cái con Lữ Bố rồi, đây này, đây ma Lữ Bố đấy, quá tuyệt, 4 skill luôn. Rồi mấy anh em thăng cấp luôn các kiểu con đểu luôn nha. Đấy rồi, toàn bộ link mà để trong phần mô tả nha anh em nhớ dựng lên ủng hộ mình nha. Thì cái này mình sẽ để hai link nha anh em, một link tool và một link game nha, anh em dựng lên ủng hộ mình nha anh em, để mình có thêm cái động lực làm những cái game tốt hơn cho mấy anh em chơi nha. Thì nói chung là nguồn thì lấy từ China thôi, chứ mình tạm thời mình ngưng mở game nha anh em, chung mà làm nó cũng không suôn sẻ gì, cho nên nhiều anh em cũng phiền quá, cho nên mình ngưng, mình không làm nữa nha anh em. Bây giờ mình chỉ lấy nguồn từ China về vượt quá game và vượt quá tool cho mấy anh em chơi, thì con nào mình làm được mình làm, còn không được mình sẽ nhờ bạn mình làm. Đấy có game lên cho mấy anh em chơi mỗi ngày, thì mấy anh em nhớ đăng ký kênh, bật chuông để theo dõi kênh của mình, sẽ nhận được những video mới nhất nha anh em. Rồi anh em nhớ cho mình một like, một share và một lượt đăng ký kênh nha anh em. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều nha.